Vâng, xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay kênh Trần Hà giới thiệu cho anh em con âm ly Sansui AU Alpha 707. Đây là dòng cao cấp của hãng và thiết kế của nó là mặt gương. Mặt gương rất đẹp và trên lưng thì là sơn sần. Con này thì mặt gương rất là đẹp và công suất cũng rất lớn. 320W và điện là 100V, sản xuất tại Nhật Bản anh em nhé. Đây, anh em xem, em lìa qua cho anh em xem mặt gương. Các núm nước rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Và con âm ly này thì có kích thước là bề ngang của nó là 45 phân, chiều cao là 16 cm và chiều sâu là 40 cm. 40 thiết kế của nó là mặt gương. Đấy, bên trên cũng mặt gương đây. Đấy, rất là đẹp. Và con này có, đây là nút nguồn, cổng A, cổng B. Đấy, cổng A, cổng B. Đây là nút cắt tần. Đấy, đây là nút stone. Khi bật nút stone lên thì anh em có thể chỉnh được bass tép. Đấy, chỉnh được bass tép nhé. Đây là snick, đây là muting, tắt tiếng, bass tép ba lăng, đây là surround direct. Đấy, anh em thể cắt như này thì nó có thể là đánh thẳng công suất vào. Đây là volume tổng. Đây, các nún đây, đây là những cái nún để các cái dề bao và các cái cổng để thu âm ra. Đấy, đây là load. Đấy, thì âm thanh nổi. Còn các cái nún này cũng còn rất là sáng nhá. Đấy, tuner. Đây là step be. Đấy, step be 3, 2, 1. Đấy, ấn lên các đèn rất là đầy đủ anh em nhá. Đấy, đấy. Còn đây là mặt sơn sần, còn rất đẹp. Mặt sơn sần đây, có ở bên trên này thì nó cũng có một hai cái vết xước nhẹ thôi. Nó là cái lắp lưng, chứ còn mặt gương thì không. Ở bên trái bên cạnh này thì là nó có một cái má nhựa. Đấy, ốc lục giác. Còn sơn sơ má sơn ở đây cũng còn rất đẹp. Đây, em quay sang bên này để anh em xem. Đấy, đây là bẩn anh nhé. Đấy, còn một hai vết xước rất nhỏ. Đây là cái má nhựa này. Đấy, cái má nhựa, cái má nhựa ở đây. Đấy, để khi lật lên nó đỡ bị xước. Đây, nhìn các cái cổng sau cũng rất là sáng. Tất cả nốt phono CD, tép be 1 và cái cổng dề ao, direct dề ao đây đều là mạ đồng rất là sáng nhé. Số seri của em nó này 6103788. Một số rất đẹp, 88. Các cái nút vẫn còn sáng quắc đây. Đây, anh em xem này. Sansui AU Alpha 707. Điện 100V, công suất là 320W. Đây là những cái đường ra để anh em có thể cắm truyền cái equalizer hoặc là các cái thiết bị CD để đấu cùng ở đây tận dụng. Mạch con này thì vẫn còn sáng này anh em. Nếu mà anh em nào mà quan tâm đến cái con này thì sẽ vào đến cái Zalo của em sẽ cho những hình chi tiết. Mạch vẫn còn sáng quắc này. Đấy, nguồn rất to nha anh em nhá, nguồn rất to, rất đẹp. Còn
đây là cái thì nhờ, cái băng keo để nó đệm vào để khi sợ là nó tì của cái nún này xuống. Đấy, đây hai con tụ nguồn rất to, to như lon bia. Con này chạy 8 sao than anh em nhé. Vâng. Hiện tại thì em đang ghép với là một đôi loa V11 và ở dưới là đôi loa 903 Pioneer 903 bass 40. Thôi cái này thì cái clip sau thì em sẽ giới thiệu, và con này nó đẹp xuất sắc luôn. Anh em nào quan tâm thì cũng vào số Zalo của em thì em sẽ cho những hình chi tiết và test cho anh em xem. Còn trước mắt thì em sẽ giới thiệu cho anh em một đôi loa Pioneer CSV11, loa bass 20 và một chép xoay đa hướng. Đấy, một chép xoay đa hướng anh em nhé. Đây, anh em có thể xoay theo theo ý muốn đây, và bass 20. Đấy. Con này là màng giấy, gân vải và nón giấy nhé. Con này gân nó dập mà nó dập bằng máy nên trông con này thì cực kỳ bền luôn. Đấy. Bên trong này thì nó có cái cầu chì bảo vệ loa bát và loa tép, thì đâm ra là anh em không sợ bị cháy nhé. Cái dòng V11 này thì nó có những cái góc nhựa đây để làm cái sự khỏe khoắn của đôi loa. Đây cũng thế này. Đấy, gân còn rất đẹp, gân vàng. Con này thì gân thì rất bền rồi. Đấy, rất đẹp. Đấy, loa cũng còn rất đẹp. Đấy, ở đằng sau em sẽ giới thiệu đằng sau. Đấy, đằng sau anh em nhìn kỹ xem thế nào, cũng còn rất là đẹp. Con này thì có trái phải, có tem đỏ và tem trắng. Đây, con này trùng series anh em nhé. Đây, Pioneer CSV11, công suất max của nó là 150W, min là 50, trở kháng 6,3 ohm, made in Japan. Đấy. Số series của nó là 2289 2289 nhé. Đấy. Đây, cái tem đây thì là đây cũng 2289. Đấy, đấy là một tem trắng và một tem đỏ. Đấy, em đang test với cả con đôi loa này để có thể anh em vừa nghe nhạc và hát karaoke. Và bây giờ thì em sẽ test thử cho anh em xem. Đấy, em sẽ test thử cho anh em xem. Hơn 9 giờ. Đấy, bát rất mạnh. Đấy, em thì thử cho anh em xem.
Vâng, anh em vừa xem nghe qua cái bản test, anh em thấy nội lực của con âm ly này cũng rất là gấu. Nó có em vặn có khoảng tầm lên đến 10 giờ mà tiếng của nó thì cực kỳ lực và tiếng bát của nó thì cực kỳ nặng. Nên nó đánh rất là chắc chắn. Vâng, anh em đang xem cái kia kênh của em thì cũng cho em xin một like và nhấn nút đăng ký và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất mà em đăng bài lên. Vâng, cuối cùng thì em cũng báo giá cho anh em. Con âm ly Sansui Alpha AU707 có giá 8 triệu, giá sẽ bao ship cho anh em toàn quốc. Và đôi loa Pioneer CSV11 trùng series và đẹp với có giá là 3,3 triệu. Vâng, anh em nào mà quan tâm thì cũng vào số Zalo hoặc Facebook em cho thêm những thông tin chi tiết nhé. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.